Philippines, Indonesia và Thái Lan đồng loạt tức giận khi báo châu Á nói điều này về Việt Nam. Chào mừng các bạn đã trở lại với Việt Nam Prosperity. Các bạn thân mến, trong những năm gần đây, Việt Nam đã được báo chí quốc tế ghi nhận sự phát triển kinh tế trở thành một điểm sáng trong khu vực Đông Nam Á. Điều này không chỉ nâng cao vị thế Việt Nam trên trường quốc tế mà còn khiến các quốc gia láng giềng như Philippines, Indonesia và Thái Lan phải ghen tị và tìm cách học hỏi. Mới đây, trang tin The Bradford Foundation đã cho đăng tải một bài viết đáng chú ý về một mặt khác của Việt Nam khiến các nước trên lại được fan ghen tị. Tác giả bài báo này còn khuyên Philippines, Indonesia và Thái Lan phải học hỏi mô hình xuất sắc này của Việt Nam. Cụ thể, bài báo này đề cập đến điều gì mà ngay cả những nước phát triển như vậy cũng phải xách mông lên mà đi học hỏi. Tất cả sẽ được bật mí trong video ngày hôm nay các bạn nhé! Các bạn thân mến, nền giáo dục Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu đáng tự hào, nổi bật là việc giành liên tiếp các huy chương vàng tại các kỳ thi Olympic quốc tế. Những thành tích này không chỉ thể hiện sự nỗ lực, tài năng và trí tuệ của các học sinh Việt Nam, mà còn khẳng định chất lượng giáo dục ngày càng được nâng cao. Các cuộc thi như Olympic toán học, vật lý, hóa học và tin học đã chứng minh những màn trình diễn xuất sắc của các đại diện Việt Nam làm rạng danh đất nước trên bản đồ tri thức thế giới. Những thành công này không chỉ là niềm tự hào riêng của các cá nhân mà còn là kết quả của sự đầu tư, quan tâm và hỗ trợ từ gia đình, nhà trường và xã hội. Những tấm gương sáng này sẽ là động lực, cảm hứng mạnh mẽ cho thế hệ trẻ Việt Nam tiếp tục vươn lên, khẳng định bản thân và đóng góp cho sự phát triển của đất nước. Ngày 1 tháng 4 vừa qua, trang tin The Bradford Foundation đã đăng tải bài viết liên quan đến nền giáo dục của Việt Nam có tiêu đề Học hỏi về giáo dục hiệu quả của Việt Nam với nội dung như sau. Manila, Bộ Giáo dục đang gặp nhiều chỉ trích vào tuần trước sau khi Thượng nghị sĩ Soin Gatchalian tiết lộ rằng hơn nửa trong số 13,69 tỷ peso được phân bổ cho chương trình phiếu giảm giá trung học phổ thông, gọi tắt là SHSVP, không dành cho những học sinh nghèo mà chương trình này hướng đến. Thay vào đó lại dành cho những học sinh có gia đình đủ khả năng chi trả cho việc học, dẫn đến lãng phí và rò rỉ tiền của chính phủ. Được đưa ra vào năm 2015, SHSVP được thiết kế chủ yếu để giúp đỡ học sinh trung học phổ thông nghèo và thiệt thòi, đồng thời giải quyết tình trạng quá tải ở các trường công bằng cách sử dụng phiếu giảm giá, có giá trị từ 14.000 peso Philippines đến 22.500 peso Philippines để ghi danh vào các trường tư thục tham gia. Nhưng như văn phòng của Gatchalian đã phát hiện ra, trong năm học 2019-2020, 7,3 tỷ peso hoặc 39% trong số 18,76 tỷ peso dành cho chương trình hỗ trợ giáo dục đã không được chuyển cho học sinh nghèo. Thậm chí còn tệ hơn trong năm học 2021-2022, khi 53% trong số 13,69 tỷ peso được phân bổ cho những người không đủ điều kiện tham gia chương trình. Những thiếu sót nghiêm trọng. Với xu hướng này, người ta có thể kết luận một cách hợp lý rằng trong những năm tiếp theo, tỷ lệ sinh viên không nghèo được hưởng lợi ích không dành cho họ có thể sẽ còn cao hơn nữa, khiến Gatchalian phải lên tiếng báo động. Chúng ta cần phải sửa chữa điều này ngay lập tức, Gatchalian, Chủ tịch Ủy ban Giáo dục Cơ bản của Thượng viện cho biết. Tuy nhiên, đây không chỉ là vấn đề về hiệu quả mà còn là trường hợp bất công vì những người nghèo cần sự hỗ trợ nhất lại không nhận được những gì họ đáng được hưởng để cải thiện cơ hội có cuộc sống tốt đẹp hơn thông qua giáo dục, vốn được coi là quyền chứ không phải là đặc quyền ở Philippines. Đây không phải là lần đầu tiên mà Bộ Giáo dục bị chỉ trích vì những thiếu sót nghiêm trọng trong việc triển khai các chương trình dành cho người nghèo. Ủy ban Kiểm toán đã lưu ý vào năm 2018 rằng Bộ Giáo dục đã cấp trợ cấp cho những người không cần trợ cấp. Gần đây, Gatchalian cũng đã chỉ trích Bộ Giáo dục vì chỉ mua được 27 đầu sách giáo khoa trong số 29 đầu sách bắt buộc cho lớp 1 đến lớp 10 kể từ khi chương trình giảng dạy K12 được đưa vào áp dụng vào năm 2013. Danh sách các vấn đề. Trên thực tế, chỉ những học sinh lớp 5 và lớp 6 mới có đủ sách giáo khoa cần thiết cho mọi môn học. Theo báo cáo năm thứ nhất của Ủy ban Giáo dục Quốc hội lần thứ hai, thúc đẩy Gatchalian đệ trình một nghị quyết yêu cầu điều tra về vấn đề mới nhất này trong danh sách các vấn đề của Bộ Giáo dục đã kết hợp lại để kéo giảm chất lượng giáo dục trường công ở Philippines. Mức độ nghiêm trọng của vấn đề đang gây đau đầu cho ngành giáo dục được phản ánh qua việc Philippines là một trong những quốc gia có thành tích kém nhất trong chương trình đánh giá học sinh quốc tế PISA vào năm 2022 trong số 81 quốc gia tham gia. Điều này cho thấy học sinh của chúng ta ngày nay chưa được chuẩn bị và trang bị đầy đủ để cạnh tranh trong thế giới thực. Học hỏi từ Việt Nam. Ngược lại hoàn toàn, học sinh ở nước láng giềng Việt Nam đạt điểm gần như mức trung bình trong số các nước tiên tiến thành viên, tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế với việc chính phủ nước này dành thời gian và nguồn lực để học sinh đạt điểm cao hơn nữa trong chu kỳ xếp hạng tiếp theo. Tuần trước, Edcom 2 đã đến Việt Nam để học hỏi từ thành công của nước này trong lĩnh vực giáo dục, chỉ ra hệ thống giáo dục của chúng ta đã tệ đến mức nào và chúng ta cần phải học hỏi gấp từ các nước láng giềng.
Gajalian, đồng chủ tịch Edcom 2 cho biết, chúng tôi muốn học hỏi từ Việt Nam vì trình độ phát triển kinh tế và mức chi tiêu cho giáo dục của họ không chênh lệch nhiều so với chúng ta, nhưng trình độ người học của họ lại vượt xa chúng ta. Edcom lưu ý rằng, điểm PISA trung bình của Việt Nam 468 cao hơn nhiều so với Philippines chỉ có 353. Mặc dù Việt Nam chi tiêu cho giáo dục gần bằng so với tổng sản phẩm quốc nội, ở mức 4,06% so với 3,6% của Philippines. Ưu tiên hàng đầu của chính phủ. Hy vọng rằng bằng cách tiếp thu những thông lệ tốt nhất của Việt Nam, các quan chức chính phủ này sẽ có thể tác động đến các chính sách và đưa ra các cải cách để cải thiện đáng kể trình độ giáo dục cơ bản ở Philippines. Nhưng các nhà hoạch định chính sách và các viên chức của Bộ Giáo dục không nên chờ đợi nhóm Edcom mang về những bài học từ Việt Nam. Họ nên thực hiện những yêu cầu rất cơ bản, đó là đảm bảo. Ví dụ, chương trình dành cho người nghèo thực sự sẽ giúp ích cho người nghèo và số tiền đã dành cho các chương trình của Bộ Giáo dục sẽ được chi tiêu một cách tôn giáo và hiệu quả để đạt được kết quả mong muốn. Do đó, thách thức là phải đảm bảo rằng từng đồng peso sẽ được chuyển đến đúng chương trình và đúng đối tượng thụ hưởng. Hy vọng rằng các viên chức Bộ Giáo dục của chúng ta không cần phải đến Việt Nam để học hỏi thực hiện điều này. Các bạn thân mến, bài viết của The Brentford Foundation không chỉ làm nổi bật những điểm mạnh của hệ thống giáo dục Việt Nam, mà còn chỉ ra những khiếm khuyết trong hệ thống giáo dục của Philippines và các nước khác như Indonesia và Thái Lan. Điều này đã gây ra sự tức giận và ghen tị từ các quốc gia này, bởi lẽ nó không chỉ là một sự so sánh mà còn là một lời cảnh báo về những thiếu sót cần phải được khắc phục. Trong bối cảnh này, Philippines, Indonesia và Thái Lan đang đối mặt với nhiều thách thức trong việc cải thiện hệ thống giáo dục của mình. Việc các quốc gia này bị so sánh với Việt Nam đã thúc đẩy họ phải nhìn nhận lại và có những cải cách mạnh mẽ hơn để nâng cao chất lượng giáo dục. Mặc dù có sự đầu tư không nhỏ vào giáo dục, nhưng những bất cập trong quản lý và phân bổ nguồn lực đã khiến cho những nỗ lực này không mang lại hiệu quả như mong đợi. Chẳng hạn như đã đề cập trong bài báo, Philippines đã gặp nhiều vấn đề với chương trình phiếu giảm giá trung học phổ thông khi mà một phần lớn ngân sách dành cho chương trình này đã không đến được đúng đối tượng học sinh nghèo cần giúp đỡ. Sự lãng phí và rò rỉ tài chính này không chỉ làm giảm hiệu quả của chương trình mà còn tạo ra những sự bất công lớn khi những học sinh có gia đình đủ khả năng chi trả lại được hưởng lợi từ các khoản trợ cấp này. Tương tự, Indonesia và Thái Lan cũng đang phải đối mặt với những thách thức trong việc cải thiện hệ thống giáo dục. Cả hai quốc gia này đều nhận thức được tầm quan trọng của giáo dục trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế và xã hội. Nhưng họ cũng cần phải giải quyết những vấn đề như chất lượng giảng dạy, cơ sở hạ tầng giáo dục và sự tiếp cận của các học sinh nghèo đến các dịch vụ giáo dục. Việt Nam với những thành công trong việc cải thiện hệ thống giáo dục đã trở thành một mô hình mẫu mà các nước trong khu vực có thể học hỏi. Sự đầu tư mạnh mẽ vào giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp cùng với việc nâng cao chất lượng giảng dạy và phổ cập kiến thức đã giúp Việt Nam tạo ra một lực lượng lao động có trình độ cao đáp ứng nhu cầu thị trường lao động hiện đại. Nhờ vào những nỗ lực này, Việt Nam đã thu hút được nhiều vốn đầu tư nước ngoài, các công ty đa quốc gia đã thiết lập cơ sở sản xuất và nghiên cứu tại đây, tạo ra hàng triệu việc làm mới. Để các quốc gia như Philippines, Indonesia và Thái Lan có thể theo kịp và vượt qua Việt Nam, họ cần phải có những cải cách sâu rộng trong hệ thống giáo dục của mình. Điều này bao gồm việc đảm bảo nguồn lực được phân bổ đúng mục tiêu, nâng cao chất lượng giảng dạy và tạo điều kiện thuận lợi cho tất cả học sinh, đặc biệt là những học sinh nghèo và thiệt thòi. Chỉ khi đó các quốc gia này mới có thể đạt được những thành tựu tương tự như Việt Nam và góp phần vào sự phát triển bền vững của khu vực Đông Nam Á. Video đến đây là kết thúc. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại!